Sau khi hoàn tất vấn đề chọn trường thì chỗ ở cũng là vấn đề được nhiều bạn du học sinh, đặc biệt là những bạn không có người thân rất quan tâm lo lắng. Như vậy thì công ty Tân Đại Dương có thể cung cấp thông tin về ký túc xá cũng như là các dịch vụ hỗ trợ chỗ ở cho các bạn sinh viên sắp đi du học Úc được biết. Các loại nhà trọ ở Úc thì đều có chất lượng cao. Thì cái việc mà chọn lựa cái nơi ở phù hợp với mình thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của du học sinh cũng như là cái khả năng tài chính của gia đình. Thì tùy theo sở thích, học sinh có thể chọn sống trong khu ký túc xá đại học hoặc là ở chung với một gia đình người Úc gọi là homestay. Có nhiều du học sinh thì chọn ra ngoài ở, chọn ra ngoài thuê rồi ở chung với lại những học sinh khác. Giá thuê nhà trọ tại Úc thì ước tính là khoảng 100 đến 270 đô la Úc cho một tuần. Các cơ sở giáo dục thì có danh sách những cái gia đình người Úc sẵn sàng cho du học sinh ở trọ trong thời gian thực tập. Lẽ dĩ nhiên thì các cái cơ sở giáo dục đã tìm hiểu kỹ lưỡng về tư cách của những gia đình này và biết rằng là chỗ ở mà do họ cung cấp ở trong tình trạng là có thể chấp nhận được. Về nhà trọ và nhà khách á, thì cái mức của nó là khoảng tầm từ 80 đến 135 đô la Úc cho một tuần. Thì thuê nhà ở chung thì khoảng tầm từ 50 cho đến 160 đô la Úc cho một tuần. Đây là loại nhà trọ mà học sinh thường thuê ở chung với nhau. Loại nhà trọ này thì thường được đăng trên các báo cũng như là các bảng thông báo trong trường. Các bạn có thể phải tự mua sắm đồ đạc trong nhà. Đối với những bạn nào mà thuê nhà chung cư hoặc là phòng đơn, chủ nhà thì đòi hỏi người thuê nhà các bạn phải đặt cọc bằng một tháng tiền thuê nhà và trả trước tiền thuê nhà. Nếu mà ở nội trú thì cái mức của nó là khoảng tầm từ 8.000 đến 10.000 đô la Úc cho một năm. Thì nhiều cái trường trung học phổ thông tư họ có cái khu nội trú bao gồm các cái dịch vụ về ăn ở cũng như là giặt sấy quần áo cho các du học sinh luôn. Thì còn cái khu ở trọ của các trường đại học á, thì cái mức là khoảng tầm từ 80 đến 250 đô la Úc trên một tuần. Hầu hết thì các trường đại học tại Úc đều có các khu nhà trọ ở trong trường hoặc là gần trường như là khu chung cư đại học nè, rồi khu ký túc xá cao đẳng và khu nhà ở tập thể. Khu nhà ở tập thể thì thường có cái giá thuê sẽ rẻ hơn. Nói chung là giá thuê chỗ ở cao hay thấp là tùy thuộc vào cái loại nhà trọ. Còn khu ký túc xá cao đẳng thì đây là loại nhà trọ mà có cung cấp các bữa ăn, giá thuê thì có hơi mắc hơn so với giá thuê của khu nhà ở tập thể. Nhưng mà bù lại thì sinh viên không phải lo về cái việc lau chùi hay là các công việc trong nhà. Khu ký túc xá cao đẳng thì còn có các tiện nghi cho các cái sinh hoạt thể thao và xã hội như là chỗ dạy kèm, rồi thư viện và thường là có cả máy điện toán cho học sinh sử dụng. Còn đối với khu nhà ở tập thể thì khu nhà ở tập thể thì thường nằm trong trường hoặc là gần trường và có giá thuê rẻ hơn khu ký túc xá cao đẳng. Thông thường thì học sinh sẽ được cung cấp các bữa cơm rồi các dịch vụ như là tẩy rửa. Tuy nhiên thì khu nhà ở tập thể chỉ dành riêng cho sinh viên hoặc sinh viên học toàn thời gian thôi. Xin lưu ý là các học sinh cần nộp đơn đăng ký chỗ ở sớm vì có rất là nhiều học sinh nó sẽ chọn cái loại nhà trọ này. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.